Kênh LTK Bonsai mến chào quý cô chú và anh chị. Hôm nay kênh quay trở lại nhà vườn của anh Ẩn ở Tam Bình, Vĩnh Long để review giao lưu đến quý cô chú anh chị một số cây kiểng ha. Hàng bonsai nhiều loại luôn nha quý cô chú anh chị. Số điện thoại liên lạc thì có ở miêu tả cũng như tiêu đề ha. Quý cô chú anh chị mua cây thì liên hệ trực tiếp với anh Ẩn nha. Rồi, chào anh Ẩn ơi. Rồi, chào kênh LTK, chào tất cả bà con gần xa. Là đầu tiên mình chân thành cảm ơn bà con đã ủng hộ mình trong những clip vừa qua. Thì hôm nay mình có đem về một số cây cảnh để phục vụ cho bà con. Mình xin giới thiệu, mình tên là Hoàng Ngọc Ẩn, mình ở xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Số điện thoại của mình là 0917231734. Hình thức của mình là đoán những cái cây nào nhỏ thì mình ship toàn quốc ha bà con, còn mấy cây nào lớn quá nó khó đi thì mình ship chỉ 200 km thôi. Bà con nào có mua thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc là nhắn tin qua Zalo ha bà con. Bà con bình luận ở dưới clip đó thì nhiều khi mình share không kịp thì trễ, bà con cũng thông cảm giùm ha. Để không làm mất thời gian của bà con, mình đi vào cây thứ nhất nha bà con. Rồi, cây thứ nhất là cái dừa nha bà con. Cái dừa mình trong cái bầu này là được hơn năm rồi bà con ơi. Rồi, cái dừa này mình đo thông số của nó nha bà con. Chiều cao của nó mình đo luôn tới cái đọt luôn, ở đây nó là 89 nha bà con. Rồi ở đây nó dài của nó là tới chỗ này là 20. Rồi mình đo cái bụng cho nó bự ở đây chỗ này nó là 46 nha bà con. Rồi để mình đo cái đường kính cái bầu cho bà con biết. Đường kính bầu là 40 bà con ơi. Vừa nó lão rồi nha bà con ơi, lâu lắm rồi. Rồi cây dừa số 1 giao lưu với bà con là 1.100.000 bà con. Cây này mình bao ship toàn quốc nha. Rồi tiếp tục mã số 2 là cây khế gân nha bà con. Nó giống như hình thú nó nằm dài nha bà con. Bà con nào ở đây nó có hai, có hai tược ở bên, bà con cắt có thể cắt tược này chơi chơi tược này thôi cũng được rồi ha. Cây này nó cũng thuần bầu cũng 4-5 tháng rồi nha bà con. Rồi mình đo thân chính chỗ này thôi nha bà con. Chỗ này của nó là cao 39. Rồi mình đo hoành. Hoành mình đo vị trí này tham khảo nha bà con là 25. Cái mình dài chỗ này nha bà con. Mình dài là 36. Đường kính bầu dài nhất là 38. Rồi bà con xem ha, một vòng đế ha bà con, cây thì sống khỏe rồi nha bà con. Rồi cây khế gân mã số 2 giao lưu với bà con là 800.000, cây mình bao ship toàn quốc nha bà con. Cây này mình đi mấy cái cành này mình cắt bớt lại nha bà con, đi về thì khế nó sẽ đâm chồi lại nha bà con. Tiếp theo mã số 3 là cây khế gân nha bà con. Cây này nằm chậu được hơn năm rồi bà con ơi. Cây này mình vô dây rồi mình cũng mới tháo dây ra nha bà con, rồi tháo dây rồi mình rút cái cành bớt nha bà con. Rồi mình đo chiều cao. Chiều cao đây của nó là 69 rồi bà con. Tán ngang của nó là cũng được 66. Rồi mình đo hoành. Hoành ở vị trí này của nó là 26 nè bà con. Cây này nó thuần chậu nghe bà con, mình không có khui đế ra làm gì. Thì mình trồng mình cũng lắp lại phía trước này, nó cũng có rễ nghe bà con. Đây nó có hai rễ phía trước này nữa nghe bà con. Đây. Rồi bà con xem ha. Rồi cây khế gân mã số 3 giao lưu với bà con là 1.000.000, cây mình bao ship toàn quốc nha bà con. Cái chậu mũ này nó bể rồi nghe bà con, mình rút ra, nếu mình rút ra nghe bà con. Thôi để anh xin tiếp. Rồi tiếp theo là mã số 4 là cây kiều hùng nha bà con. Nếu bà con nào hồi chưa biết cái bông của cây kiều hùng nó như thế nào thì bà con
lên mạng search giùm ha. Nếu bà con nào ở đồng bằng sông Cửu Long thì nó giống như là cái bông còng vậy đó nghe bà con. Lá thì giống lá me. Này nó lên 2-3 thân nha bà con. Cây này mình cũng mới làm bầu hồi tối nha bà con ơi. Rồi mình đo chiều cao. Chiều cao cây này của nó là 73. Rồi mình đo tổng hoành nha bà con. Tổng hoành của nó là 50. Thân đại diện coi. Coi coi nó được nhiêu. Rồi cái thân này. Thân này nó được 24 nha bà con. Rồi bà con xem ha. Cây này về rồi trồng không được chỉ vài tháng thôi là nó già cái đọt lại là nó có bông rồi nghe bà con. Bông là nở rộ luôn á. Bông của nó có màu hồng nha bà con. Nếu bà con nào về ghép với điệp lào cũng được nha bà con. Rồi cây kiều hùng mã số 4 giao lưu với bà con là 1.600.000, cây mình bao ship toàn quốc nha bà con. Rồi tiếp theo mã số 5 cũng là cây kiều hùng nữa nha bà con. Này mình có được một cặp nha bà con. Cây này thì đế đều đẹp hơn cây kia hết bà con. Rồi mình đo thông số nha bà con. Mình đo chiều cao. Chiều cao từ đỉnh tới mặt bầu là 73. Rồi bà con xem đế nha. Đế này nó dày đặc hết trơn nha bà con. Ở chỗ này nó có bị lũa chỗ này nha bà con. Cái chỗ này cái nhánh ở chỗ này nó vẫn xấu nhưng mà nó có lũa đường chỗ này nha bà con. Rồi sẵn đây mình đâu hoành luôn nha bà con. Rồi hoành ở vị trí này của nó là 53 nha bà con. Mới có cắn, không có cắn đâu hết. 53. Rồi bà con xem ha. Quay dòng đế nữa cho bà con xem. Rồi cây kiều hùng mã số 5 giao lưu với bà con là 1.800.000, cây mình cũng bao ship toàn quốc nha bà con. Bà con nào có chốt một cặp luôn thì có giá ưu đãi nha bà con. Mã số 6 là cây gừa bông nha bà con. Cây gừa bông này nó cũng được, nó cũng đâm chồi rồi sống khỏe cho nha bà con. Cái này cũng được cắt giật nó cũng nhiều lần lắm rồi nha bà con. Ở đây nó có mình tính cắt cái co này đây nữa mà thôi mình để về bà con nào coi tiện tay coi bà con nào cắt về xử như thế nào đẹp đó, thì xử ha. Rồi cây này cái chiều cao của nó là 53. Rồi mình đo hoành của nó nha bà con. Thôi mình đo hoành trên này đi. Hoành trên này của nó là 38 nha bà con. Xích ở dưới thì nó lớn lắm nha bà con. Này nó đang nằm ở chậu 4 nha bà con. Mấy một hai cây kia của anh đo đường kính. Rồi bà con xem nha. Đây là mấy cái chỗ này nè bà con, nó có lũa nha bà con, nó không còn là, tức là cây gừa bông thì bà con biết rồi. Nó lũa sành không ở trên này nữa mà cắt giật của nó như thế. Bà con có thể về cắt lùng lại được. Rồi cây gừa bông mã số 6 giao lưu với bà con là 1.600.000, cây mình cũng bao ship toàn quốc nha bà con. Tiếp theo mã số 7 là cây mai chiếu thủy cụm gừng nha bà con, lá lớn nha bà con ơi. Này bà con chơi chơi hòn đồ này kia được nha bà con. Cây này của clip rồi mà giao lưu không thành công nha bà con. Mình cũng này mình cũng bán cho bà con nào xem coi được thì ủng hộ giùm mình. Chiều cao từ đỉnh xuống tới là của nó là 67 nha bà con. Rồi mình đo hoành tổng cụm nha bà con. Hoành tổng cụm của nó là 90. Rồi mình đo thân đại diện nha bà con.
Con thân một là nó lớn nhất thôi. Thân đại diện của nó là 20, 21, 22, 21 rồi bà con. Cây này người ta có vô dây, người ta sửa rồi lại gọi chân rồi nghe bà con. Rồi cây mai chiếu thủy mã số 7 giao lưu với bà con là 1.200.000, cây mình bao ship toàn quốc nha bà con. Tiếp theo mã số 8 là cây lâm dồ nha bà con. Cây này thì được nuôi theo uống cái chi cái đế của nó thì cũng tạm được nha bà con, uống theo kiểu cây bài nha bà con. Có chi 1, có chi phong phía sau rồi, có chi 2 nằm đây rồi. Ha, mình uống ở đây mình lọc mấy cái tàn cái này là nó dư thôi nha bà con. Cái này mình đang nuôi ngọn nha bà con, nó đang lên tược nha bà con. Cây này bà con nào có chốt thì mình cắt mấy cái nhánh này nó ra bớt nha bà con, mình cắt mình rút lại đừng mình bỏ vô trong thùng xốp nha bà con. Rồi mình đo hoành. Hoành ở vị trí này của nó là 26 nha bà con. Rồi chiều cao. Chiều cao của nó là 39. Tán ngang của nó là 50. Hiện tại của nó là 50 nha bà con. Rồi cây lâm dầu mã số 8 giao lưu với bà con là 1.100.000, cây mình bao ship toàn quốc nha bà con. Để đó. Tiếp theo mã số 9 là cây này là cây sọp nha bà con. Cái sọp này sọp đọt đỏ nha bà con. Cái này là được người ta trồng ở trong cái lu á, mình đập cái lu ra mình lấy bà con, hổm thì nó cao lắm mà bữa nay mình cắt trở về không nổi, mình cắt khúc mình bỏ xe Honda mình trở về luôn. Nó nặng quá quay hơi khó nha bà con. Rồi mình đo chiều cao. Chiều cao của nó là 79 nha bà con. Rồi bà con xem dòng đế ha, chiều cao của nó là 79 nha bà con. Rồi mình đo hoành. Không có cắn ở đâu. Ok, đo lại về đi. Rồi hoành vị trí này của nó là tính 90 đi nha bà con. Tính 85 thôi cũng được bà con ơi. Rồi mình đo trên này nha bà con, khớp trên này. Trên này của nó là 63. Rồi bà con xem ha. Cái này cũng bị chủ nhà cũng chặt dữ lắm nha bà con. Cây bao sống khỏe nè bà con. Ở dưới rễ nó đâm đỏ hết trơn rồi nghe bà con. Ra nó ra rễ đỏ đó. Rồi cây sọp mã số 9 giao lưu với bà con là 2.600.000. Cây này mình cũng bao ship toàn quốc nha bà con. Rồi tiếp theo mã số 10 là cây me nha bà con. Cây me này cây me Thái nha bà con. Cây me này được uống cũng lâu lắm rồi nha bà con. Đây mình quay mặt sau này cho bà con xem ha. Để xíu mình lật lên ha, vậy cho bà con xem. Cây này mình đang nuôi ngọn nha bà con. Cái ngọn nó xấu quá mình cắt trái lại. Rồi chiều cao của nó là 38 nha bà con. Chiều ngang, hiện tại chiều ngang của nó là 60. Chiều sâu vô thì nó nhiều, chiều sâu vô là 50 nha bà con. Rồi mình đo cái hoành nha bà con ơi. Rồi mình đo hoành ở vị trí này nha bà con. Rồi hoành vị trí này của nó mình đo vậy là được 25 nha bà con. Còn nếu mà bóp chân trong cái eo ở trên này, trên này nó nhỏ trên này thì nó cũng được 22. Chân cạnh nó cũng lớn ở trên rồi nha bà con. Nó có cái ẹo cái co này rất là đẹp nha bà con, cái co lắc chỗ này nữa nè. Rồi mình để mình đặt xuống cho bà con xem ha. Xương tàn nó dày hết trơn rồi, ấm hết trơn rồi. Cái này là me, me này là me ngọt nha bà con. Rồi cây cây me mã số 10
mình giao lưu với bà con là 3 triệu đồng nha bà con. Cây này mình bao ship toàn quốc nha bà con. Cây này là 3 triệu là mình ship luôn cái chậu luôn nha bà con. Cái này mình bỏ thùng xốp rồi mình ship luôn cho bà con. Nhưng mà cái chậu này là cái chậu nguyên. Nhưng khi ship tới đó, nhưng khi cái chậu nó có bị nứt thì bà con cũng thông cảm nha. Rồi tiếp theo mã số 11 là cây Folding Sam nha bà con. Sam này là sam lá chung nha bà con ơi. Cái cây này là cây bài nha bà con, được nuôi. Rồi mình thấy chân cành của nó người ta bỏ lâu quá rồi mình về mình giật chân cành mình nuôi lại. Thì thôi bữa nay đem giao lưu cho bà con ha. Cái này là sắp đế luôn nha bà con. Cây này là đúng cây bài rồi đó. Cây trực lắc này ngoài ha. Tai chi nằm đúng vị trí. Đế thì ken hết nha bà con, chiều cao của nó là tới ngọn luôn là 28 mà nghe bà con. Rồi hiện tại ở đây là chiều ngang của nó là 24. Rồi mình đo hoành luôn nha bà con. Cây này sắp đế nên cái cây này cây bài nó giá hơi cao nha bà con. Hoành của nó là 24 nha bà con. Chân cành số 1, không, chân cành số 1 hơi khó đo quá, mình đo chân cành số 2 đi. Cành số 2 này nó được 10 rồi nghe bà con. Số 1 này nó hơi cũng hơi khó đo. Một này nó tới 11 rồi. Chân cành nó cũng lớn hết trơn rồi nha bà con. Cây này nuôi rất là lâu rồi. Đế thì ok nha bà con. Rồi cây sam lá chung mã số 11 giao lưu với bà con là 2 triệu 200 ngàn. Cây mình bao ship toàn quốc nha bà con. Cây này mình rút chậu bó bầu chứ không có ship cái chậu mũ nữa nha bà con. Rồi tiếp theo là mã số 12. Cũng là cây linh sam nữa nha bà con. Cây này cũng là cây cây thân của nó là cây song hinh nha bà con. Song hinh ghép và trắng phớt hồng. Đây nó còn bông nó bắt đầu trắng này ở trên này ha bà con. Cây này được nuôi cũng lâu lắm rồi nghe bà con. Nó cũng kín tàn hết trơn. Nó thầm bọt. Nó thành phẩm và cây trực lắc rất là đẹp nha bà con, có giọng cong ở chỗ này nè ha. Rồi mình đo chiều cao ngang luôn nha bà con. Rồi chiều cao của nó là được 41 nha bà con. Ngang của nó là 45. Rộng của nó là 37. Rồi bà con xem vòng ha, đây bông trắng ở trên đây. Cái này về bà con, cái này là cắt nước về và khỏi cắt nước gì hết, để sẵn rồi bà con về bà con lặt lá là nó ra bông lại hết trơn nha bà con. Rồi mình đo hoành ở vị trí này của nó là 24 nha bà con. Cây này nó đã ăn dây rồi, về bà con tháo dây ra rồi lặt lá của nó nữa là vài bữa sau nữa là nó đâm bông lên rực rỡ luôn nha bà con. Rồi cây sam ghép trắng phớt hồng mã số 12 giao lưu với bà con là 2 triệu 400 ngàn nha bà con. Cây mình bao ship toàn quốc nha bà con. Cây này mình rút chậu nha bà con. Mình bỏ bầu mình bỏ cho thùng xốp nha bà con. Tiếp theo mã số 13 là cây này là cây ở Nam Bộ mình nha bà con, đó là cây wow nha bà con. Cây wow ở trực lắc ha bà con. Mình cũng cắt còn giật ở đây nó cũng kéo thẹo chỗ này rồi ha. Ở phía trước này nó có bị táp nắng, mình có cạo nó hết rồi, nó không còn vô nữa nghe bà con. Rồi mình đo chiều cao mình đo tới thân chính này thôi nha bà con, tại cây mình cũng đang nuôi. Chiều cao của nó là 39 nha bà con. Tán ngang của nó là 45. Rồi mình đo hoành ở vị trí này ha bà con. Hoành của nó là 32 nha bà con. Cây đang nằm ở chậu 4 nha bà con. Cái sẹo này nó kéo này nó là 9 sen. Để lực hơn nha bà con. Rồi cây wow mã số 13 giao lưu với bà con là 1 triệu đồng cây, mình bao ship toàn quốc nha bà con.
Tiếp theo mã số 14 là cây mai vàng nha bà con. Rồi cây mai vàng cái này là mình mới đem về ngày hôm qua thôi nha bà con. Cây này của người ta trồng ở trên cái mô nha bà con. Bà con xem dòng đế ha. Đế của nó là đế lực không nha bà con. Cộng bự bự không đó. Rồi mình đo thông số luôn. Chiều cao từ đỉnh tới mặt bầu của nó là 115. Rồi mình đo hoành luôn nha bà con. Rồi hoành vị trí này của nó là 34 nha bà con. Rồi bà con xem ha. Một vòng ở chỗ này nè, nó cái chỗ này đặt điểm của nó là bắt đầu nó xù bên đây, xù lên rồi nha bà con. Ở đây nó có đế nhưng mà nó chìm ở dưới nha bà con. Rồi cây mai vàng mã số 14 giao lưu với bà con là 2.500.000, cây mình bao ship toàn quốc nha bà con. Bà con nào có thể cắt ngắn lại cái mình lấy cái đọt một bên rồi đó, bà con nào có muốn cắt ngắn thì cắt ha bà con. Rồi xuống bỏ đâu. Đây đi. Rồi. Okay. Rồi tiếp theo mã số 15 là cây mai vàng ghép cúc thọ hương nha bà con. Ghép cũng được mấy tháng rồi ha. Cái này cúc thọ hương này là tới Tết chơi được rồi nha bà con. Cái này là tất cả là ghép hết trơn ha bà con. Cái mặt ở trên này là giấy bạc này dán để cho nó đừng có bị táp nắng nha bà con. Rồi mình đo chiều cao thân chính chỗ này nha bà con. Xuống tới đây của nó là được 25 nha bà con. Còn đo luôn hết cái đọt luôn đó luôn. Chiều cao cao nhất của nó là 46. Tán ngang này của nó được 50 nha bà con. Rồi mình đo hoành. Rồi hoành ở vị trí này ha bà con. Hoành vị trí này của nó là 38 nha bà con. Mình đo vị trí này nha. Rồi bà con xem đế ha. Cây ghép cây này là Tết cúc thọ hương mà bông dữ lắm nha bà con. Rồi cây mai vàng ghép cúc thọ hương mã số 15 giao lưu với bà con là 3.500.000. Cây này mình cũng bao ship toàn quốc nha bà con. Cây này mình rút chậu nha bà con. Để đâu qua đó đi anh. Để đại xuống đất đấy. Rồi. Tiếp theo mã số 16 cũng là cây mai vàng nữa nha bà con. Cái mai này chủ nhà nói là đây là ghép đại lộc rồi nha bà con. Ghép này là cũng được hơn gần 2 mùa rồi nha bà con ơi. Cây này là nó cây lên xù ở trên rồi nha bà con. Số mấy cây này là xù ở đây nè. Xù ở đây là cứ bằng xù này nó bị đây gọi là xù đá nha bà con. Chiều cao một chiều cao khoảng 1m6 bà con ơi. Tán ngang của nó khoảng cỡ một tán ngang khoảng 1m rồi bà con. Chiều cao 1m6, ngang 1m. Chân cành ghép mùa rồi là nó có bông mới chơi nha bà con. Rồi tính cứ gãi để rồi tiến hành mình đo hoành chỗ này nha bà con. Hoành vị trí này của nó là 34 nha bà con. Bà con xem dòng đế ha. Dưới này là nó xù, ở này là kêu nó xù mà xù đá hết trơn nghe bà con. Chạy lên đây đế thì nó cũng tương đối nó đều lắm nha bà con. Cây này là cây mình rút chậu ra nghe bà con chứ không phải cây mình bứng nha bà con. Rồi chân cành đóng đều hết trơn nha bà con ơi. Rồi cây mã số 16 giao lưu với bà con là 4.500.000. Cây này mình bao ship 200 km rồi con. Còn nếu mà xa hơn thì bà con thương lượng phí ship cho mình ha. Mình cũng ship nhưng mà cũng thương lượng phí ship nha bà con.
Rồi tiếp theo mã số 10-17 là cây nguyệt quế nha bà con. Cây nguyệt quế này là cây này cũng thần chậu, mình rút chậu ra cây này cũng thần được 2 năm rồi nha bà con. Rất là đẹp. Đứt tại chỗ đây hồi nãy xảy đó. Rồi mình đo chiều cao nha bà con. Chiều cao tới mặt bầu luôn của nó là 95 nha bà con. Tán ngang. Tán ngang nó khoảng 1 mét rồi bà con ơi. Rồi chẳng đây mình đo hoành luôn đi, mình báo hoành luôn. Rồi hoành ở vị trí này là 41 nha bà con, mình đo vị trí này. Xích dưới thì nó bự hơn nha bà con. Để nó nồm ở trên bà con ơi. Rồi. Đế cái mặt này là dữ lắm nè nha bà con. Đây nguyên cái bộ đế nó xuống nó nằm. Cái này mình mới rút chân tà cành lại đó nha bà con. Rồi cây nguyệt quế mã số 17 giao lưu với bà con là 3.800.000, cây mình bao ship 200 km nha bà con, còn xa hơn thì mình thương lượng phí ship nha bà con. Rồi tiếp theo mã số 18 là cây cẩm thị nha bà con. Cây này là cây cây gừng nha bà con, cây khai thác. Nếu anh em nào có chơi cẩm thị thì cũng biết ha. Cây này nó nằm chậu này lâu lắm rồi, về ở đây nằm chậu lâu lắm rồi nghe bà con. Đây bà con xem ha cái mặt rồi ha. Đây nó lên nó trên, đây là cái cây này nó sống khỏe nha bà con. Đây nó san hô, lên san hô trên rồi đó. Cẩm thị mà về đây mà nó cái đầu mà vót như vậy mà cái mấy cái nhánh này như vậy đây là bà con thấy lâu lắm rồi ha. Chân cạnh này là bự luôn rồi nè nghe bà con. Rồi sẵn đây mình đo cái hoành chỗ này luôn nữa nghe bà con. Cái hoành mình đo cho cái chỗ cái cổ này nghe bà con. Cậu chắc màu lộn thước nè. Rồi mình đo tham khảo cái cổ này của nó là 39 nha bà con. Xích xuống này cái cũ dưới này, chồm xuống cái cũ dưới này của nó là 50 ha. Rồi mình đo tầng ngang luôn. Tầng ngang của nó là tính 55 nữa nha bà con. Chiều cao, chiều cao nó khoảng 55 đó bà con ơi. Chiều rộng nó vô này đó là nó 45. Nó lợp xương tàn dày hết nha bà con. Cây này bây giờ cũng khó tìm lắm nha bà con. Già lắm ha. Già dữ lắm luôn à. Rồi cây cẩm thị mã số 18 giao lưu với bà con là 8.500.000, cây này mình bao ship toàn quốc luôn nha bà con. Cái chi tiết nào không rõ thì bà con liên hệ số điện thoại 0917231734 nha bà con. Rồi tiếp theo mã số 18 là cây mai vàng nha bà con. Cây mai vàng này mai vàng hình thú rồi nha bà con. Đó giờ mình mới có gặp được cây mai vàng này đó bà con ơi. À, cây này cây mã số 19 nha bà con. Mã số 19 cũng là cây cuối clip nha bà con, là cây mai vàng hình thú. Rất là đẹp nha bà con. Hồi đó giờ mình mới thấy được cây mai vàng này đó bà con ơi. Rồi. Trước tiên mình đo chiều cao thân chính của nó nha bà con. Chiều cao thân chính của nó là 30. Rồi dẫn đây mình đo hoành luôn nha bà con. Hoành ở vị trí này mình đo là 28 nha bà con. Rồi mình đo chiều dài. Chiều dài của con thú nha bà con ơi. Chiều dài mình đo từ ở vị trí này tới vị trí này của nó là 54 nha bà con.
Đây mình đo cái hoành trên chỗ cái bụng chỗ này luôn nha bà con. Hoành chỗ này của nó là 24 nè bà con. Rất là quái nè bà con. Ở phía trước này đây nó có cái chân đây, bắt đầu có cái mình dài nằm phía sau này bắt đầu nó ra rễ nữa. Rồi cây mai vàng mã số cuối cùng, mã số 19 này đây mình giao lưu với bà con là 5 triệu 800 ngàn. Cây này mình bao ship 200 km nha bà con. Còn bà con nào mà ở xa hơn á thì thương lượng phí ship giùm mình. Cái này tùy bà con muốn lấy luôn cái chậu này thì mình ship 200 km, mình ship luôn cái chậu này nha bà con. Rồi bà mọi chi tiết nào mà chưa rõ thì bà con liên hệ số 0917 231 734 nha bà con, để mình có thể mình gửi hình chi tiết hơn để cho bà con xem kỹ hơn. Thì cuối cùng xin chúc bà con được dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài phát đạt. Hẹn bà con ở clip sau, mong rằng bà con sẽ ủng hộ mình ở clip này ha. Rồi chào chương trình, chào tất cả bà con, hẹn bà con ở clip sau.